cứu 6 người dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm ở Kiên Giang. Sáng nay, ngày 15 tháng 2, một tàu cá của người dân chưa rõ danh tính bị sóng đánh chìm tại khu vực Mũi Dương, Vịnh An Thới, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 6 người dân trên tàu đã được cán bộ, chiến sĩ vùng Nam Hải quân cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn. Theo đó, vào lúc 8 giờ 10 phút sáng nay, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trực canh tại bến, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Mạnh Hà, máy trưởng tàu 251 vùng Nam Hải quân phát hiện một tàu cá của ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực Mũi Dương cách vị trí trực khoảng 1,5 hải lý. Khi nhận được thông tin tàu cá ngư dân bị chìm, hải đội 512 đã điều xuống 2203 nhanh chóng cơ động. Tiếp cận tàu cá bị nạn và cứu vớt được 6 ngư dân đưa vào bờ an toàn. Sau khi được kiểm tra, chăm sóc y tế, sức khỏe 6 ngư dân ổn định. Hải đội 512 đã bàn giao các ngư dân này cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. 6 ngư dân trên cho biết, họ làm việc trên xà lan hút cát, số hiệu HP4320, đang neo đậu ở khu vực phía Bắc Vịnh An Thới. Do có nhu cầu vào bờ mua đồ nên đã gọi một tàu cá không quen biết ra đón. Quá trình di chuyển vào bờ, tàu cá bị sóng lớn đánh chìm. Trên tàu có 7 ngư dân. Khi tàu cá bị chìm, chủ tàu đã bơi về hướng bờ để nhờ người ra cứu giúp. Hiện tại, tình trạng sức khỏe và thông tin về chủ tàu cá đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.